Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Duyên, giáo viên trường tiểu học Hồng Thế Tây, thị xã Đông Triều. Cô rất vui được đồng hành với các em trong tiết tập đọc. Các em thân mến, trước khi vào bài học, cô và các em sẽ cùng nhau khởi động qua một giai điệu của bài hát và cùng ngắm nhìn lại những hình ảnh thân thuộc này nhé. Chúng mình vừa được xem lại những hình ảnh rất đỗi thân quen của quê hương chúng ta. Chắc hẳn trong mỗi người đều có những cảm xúc bồi hồi, xúc động và tự hào khi mỗi dịp được ngắm nhìn những cảnh đẹp kỳ vĩ của quê hương mình. Các bài đọc thuộc chủ điểm khám phá thế giới đã đưa các em đi du lịch nhiều cảnh đẹp của đất nước ta như Vịnh Hạ Long, Sông Na, Sapa. Hôm nay chúng mình sẽ cùng đi du lịch đến một quốc gia nằm ở phía nam của bán đảo Đông Dương để thưởng thức những điệu múa Asara huyền bí và lâu đời, một điệu múa mà từ lâu đã trở thành tài sản tinh thần quý giá, là linh hồn của đất nước chùa tháp xinh đẹp Campuchia, cũng như chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu qua bài tập đọc Angkor Wat. Cô mời các em mở sách khoa trang 123 để chúng ta bắt đầu vào bài học. Các em hãy chú ý lắng nghe và đọc thầm theo và xem bài có thể chia làm mấy đoạn, cũng như xác định những từ khó đọc trong bài. Angkor Wat. Angkor Wat là một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân dân Campuchia, được xây dựng từ đầu thế kỷ 12. Khu đền chính gồm 3 tầng với những ngọn tháp lớn. Muốn thăm hết khu đền chính phải đi qua 3 tầng hành lang dài gần 1.500m và vào thăm 398 gian phòng. Suốt cuộc dạo xem kỳ thú đó, du khách sẽ cảm thấy như lạc vào thế giới của nghệ thuật, chạm khắc và kiến trúc cổ đại. Đây, những cây tháp lớn được dựng bằng đá ong và bọc ngoài bằng đá nhẵn. Đây, những bức tường buồng nhẵn bóng như mặt ghế đá, hoàn toàn được ghép bằng những tảng đá lớn, đẽo gọt vuông vức và lượng ghép vào nhau kín khít như xây gạch vữa. Toàn bộ khu đền quay về hướng Tây. Lúc hoàng hôn, Angkor Wat thật huy hoàng, mặt trời lặn, ánh sáng chiếu soi vào bóng tối cửa đền. Những ngọn tháp cao vút ở phía trên, lấp loáng giữa những chùm lá thốt nốt, xòa, tán tròn, vượt lên hẳn những hàng ngỗng già cổ kính. Ngôi đền cao với những thềm đá rêu phong, uy nghi kỳ lạ, càng cao càng thâm nghiêm, dưới ánh trời vàng, khi đàn rơi bay tỏa ra từ các ngách, theo những kỳ quan thế giới. Các em vừa nghe cô đọc xong bài. Vậy theo các em, bài văn có thể chia làm mấy đoạn? Để thuận tiện cho việc luyện đọc và tìm hiểu bài, cô sẽ chia bài thành 3 đoạn như sau. Đoạn 1, từ Angkor Wat đến đầu thế kỷ 12. Đoạn 2, từ khu đền chính đến xây gạch vữa. Đoạn 3 là phần còn lại. Chắc hẳn các em đã tìm ra những từ cần luyện đọc cho riêng mình rồi. Và trong bài có một số từ khó đọc, chúng ta cần chú ý phát âm. Các em hãy cùng luyện đọc theo cô. Cô có từ thứ nhất, khi đọc từ này, em cần chú ý đọc đúng âm nào? Khi đọc từ này, chúng mình chú ý phát âm đúng tiếng. Vát có phần át. Các em hãy đọc theo cô. Ăn có vát. Chúng mình tự đọc lại nào? Cô có từ thứ hai, khi đọc từ này, các em cần chú ý đọc đúng âm nào? Khi đọc từ này, chúng mình chú ý phát âm đúng âm đầu chờ. Trong tiếng chia, cam, bu chia. Chúng mình tự đọc lại nào? Cô có từ tiếp theo. Khi đọc từ này, em đọc như thế nào? Khi đọc từ này, các em chú ý phát âm đúng âm đầu chờ. Kiến trúc. Chúng mình tự đọc lại nào? Cô có từ nữa, đó là từ lấp loáng. Khi đọc từ này, các em lưu ý phát âm đúng âm đầu l. Các em hãy đọc lại một lần nữa theo cô. Angkor Wat, Campuchia, kiến trúc, lấp loáng. Ngoài những từ này, trong bài còn có một số từ các em cần hiểu nghĩa. Các em hãy đọc phần chú giải trong sách giáo khoa trang 124. Bên cạnh đó, còn có một số câu văn dài. Để đảm bảo nội dung của câu văn, các em nhớ ngắt nghỉ hơi sao cho phù hợp. Và cô có câu văn sau. Các em hãy giúp cô ngắt nghỉ cho đúng. Chắc hẳn các em đã có đáp án của mình rồi. Các em hãy cùng đối chiếu với kết quả của cô. Và bây giờ, các em lắng nghe cô đọc lại nhé. Những ngọn tháp cao vút ở phía trên, lấp loáng giữa những chùm lá thốt nốt xòa tán tròn, vượt lên hẳn những hàng mẫu già cổ kính. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn các em luyện đọc từ khó cũng như ngắt nghỉ câu văn dài. Các em hãy tự luyện đọc thật nhiều nhé. Vậy, các em có muốn biết đền Angkor Wat
có vẻ đẹp độc đáo, uy nghi thâm trầm như thế nào khi hoàng hôn buông xuống? Chúng mình cùng chuyển sang phần trả lời câu hỏi để tìm hiểu nhé. Và bây giờ cô trò chúng mình cùng tìm hiểu xem ngôi đền Angkor Wat là của quốc gia nào và được xây dựng từ bao giờ qua đoạn số 1. Các em hãy đọc thầm đoạn 1 và thực hiện cho cô yêu cầu sau: đúng ghi đờ, sai ghi sở. Đoạn 1, cho em biết điều gì? Các em hãy suy nghĩ và tìm kết quả của mình đi. Chắc hẳn các em đã có câu trả lời của mình rồi. Chúng ta cùng đối chiếu với kết quả của cô nhé. Có bạn nào chọn ý A không? Ý A chưa phải là một ý chính xác rồi. Còn ý B thì sao? Cô xin chúc mừng tất cả các bạn đã chọn ý B. Ý B này giới thiệu chung về ngôi đền Angkor Wat và cũng là ý của đoạn 1 đấy các em ạ. Các em ạ, ngôi đền Angkor Wat là một công trình xây dựng và điêu khắc mang tính nghệ thuật thời cổ đại của nhân dân Campuchia ở thế kỷ thứ 12. Trước kia, ngôi đền đã bị bỏ quên và hoang tàn suốt mấy trăm năm, sau đó đã được khôi phục sửa chữa và ngày nay đã trở thành một điểm tham quan hấp dẫn du lịch khi đặt chân đến đất nước chùa tháp xinh đẹp này đấy các em ạ. Và đây chính là hình ảnh khu đền Angkor Wat khi chúng ta nhìn từ trên cao. Và đây là hình ảnh khi chúng ta nhìn ở gần hơn. Và để xem ngôi đền Angkor Wat có điều gì thú vị mà lại hấp dẫn khách du lịch đến như vậy, cô và các em cùng tìm hiểu qua đoạn số 2 nhé. Các em hãy đọc thầm đoạn 2 và cùng suy nghĩ trả lời cho cô câu hỏi sau. Khu đền chính đồ sộ như thế nào? Các em hãy tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Chúng ta sẽ cùng đối chiếu với kết quả của cô nhé. Chi tiết đầu tiên chính là những ngọn tháp lớn. Và đây chính là hình ảnh những ngọn tháp lớn ở ngôi đền Angkor Wat. Chi tiết thứ hai, 3 tầng hành lang dài gần 1.500m. Và đây chính là hình ảnh hành lang phía bên trong và hành lang phía bên ngoài của toàn bộ khu đền. Bên cạnh đó còn có 398 căn phòng và tất cả các chi tiết này tạo lên sự đồ sộ của khu đền chính. Bên cạnh khu đồ sộ của ngôi đền chính còn có những nét kiến trúc gì độc đáo? Các em hãy cùng đọc thầm lại đoạn 2 và cùng suy nghĩ trả lời cho cô câu hỏi sau. Khu đền chính được xây dựng kỳ công như thế nào? Chắc hẳn các em đã có đáp án của mình rồi. Chúng ta sẽ cùng đối chiếu với kết quả của cô nhé. Chi tiết đầu tiên, đó là những cây tháp lớn bằng đá ong, bọc ngoài bằng đá nhẵn và đây là hình ảnh của đá ong. Các em ạ, đá ong là loại đá hình thành từ đất, giàu chất nhôm và sắt ở vùng nhiệt đới nóng ẩm. Cô muốn thông tin thêm cho các em. Đá từ núi được người dân lấy về, kỳ công đẽo gọt vuông vức rồi lựa ghép vào nhau đấy. Và đây chính là hình ảnh của đá nhẵn. Các em ạ, đá nhẵn là một loại đá mảnh vụn được mài tròn do tác động của gió, của nước chảy và của sóng biển, có nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau các em ạ. Và chi tiết thứ hai là tường buồng bằng những tảng đá lớn ghép kín khít. Và đây chính là hình ảnh bức tường buồng đã được ghép kín khít lại với nhau. Các em ạ, tất cả những chi tiết này đó là sự kỳ công khi xây dựng khu đền chính ở Angkor Wat. Và các em biết không, chính điện Angkor Wat là một kiến trúc 3 tầng kết nối với nhau nhờ những hành lang sâu thẳm. Điểm đáng chú ý là toàn bộ kiến trúc đền là những phiến đá xay, tất cả đều được chạm trổ hoa văn phù điêu theo tích xưa. Và không ở đâu khác, chúng ta có thể tìm thấy công trình kiến trúc về điệu múa Asara này ở Campuchia sinh động và chi tiết như ở những tường đền Angkor Wat. Những đường nét mềm mại của cơ thể các vũ công và những động tác được khắc họa tỉ mỉ và dù được khắc trên đá nhưng không hề cứng nhắc các em ạ. Và không thể tìm thấy ở đâu hình ảnh các vị thần được chạm khắc trên đá khổng lồ như ở nơi đây. Đây chính là hình ảnh chạm khắc trên đá ở Angkor Wat. Và hình ảnh này đã cho ta thấy sự tài năng cũng như thẩm mỹ của người Khmer cổ xưa đấy các em ạ. Chúc một công trình đồ sộ với lối kiến trúc độc đáo như vậy. Em hãy cho cô biết du khách sẽ cảm thấy như thế nào khi đến thăm Angkor Wat. Các em hãy lựa chọn cho mình một đáp án đúng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra kết quả nhé. Có bạn nào chọn đáp án A không? Rất tiếc, đây chưa phải là một đáp án chính xác. Còn đáp án B thì sao? Cô muốn được chúc mừng tất cả các bạn đã chọn đáp án B.
Và các em ạ, trước sự đồ sộ cũng như kỳ công trong xây dựng, và khi tới đây, du khách đã cảm thấy như lạc vào thế giới của nghệ thuật chạm khắc và kiến trúc cổ đại. Và đây cũng chính là ý của đoạn 2 đấy các em ạ. Đền Angkor Wat là công trình kiến trúc đồ sộ và độc đáo kỳ công. Các em ạ, tuy không có được sự thay đổi mùa trong một ngày giống như ở Sapa của Việt Nam chúng ta, nhưng Angkor Wat cũng thể hiện được rõ nét đẹp của mình theo thời gian trong ngày. Vậy đó là nét đẹp nào? Cô trò chúng mình cùng tìm hiểu qua đoạn số 3 nhé. Các em hãy đọc thầm đoạn 3, suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi sau. Đoạn 3 tả cảnh khu đền vào thời gian nào? Các em hãy lựa chọn phương án đúng nhất. Thật không khó để tìm đáp án cho câu trả lời này đúng không? Đó chính là đáp án C, vào lúc hoàng hôn. Cô chúc mừng tất cả những bạn đã lựa chọn đáp án C. Vậy phong cảnh vào lúc hoàng hôn có gì đẹp? Các em hãy trả lời cho cô câu hỏi sau. Các em cùng thực hiện nhiệm vụ của mình nào. Chắc hẳn mỗi em đã tìm cho mình một đáp án riêng. Chúng ta hãy cùng đối chiếu với kết quả của cô nhé. Chi tiết đầu tiên đó chính là ánh sáng chiếu soi vào bóng tối cửa đền. Và chi tiết thứ hai chính là những ngọn tháp cao vút giữa những chùm lá thốt nốt xòa tán tròn. Và đây chính là hình ảnh những ngọn tháp giữa những chùm lá thốt lốt xòa tán tròn. Và thốt lốt chính là một loại cây cùng họ với dừa, có thân thẳng và cao, lá tròn hình quạt, mọc rất nhiều ở Campuchia đấy các em ạ. Và chi tiết thứ ba đó chính là ngôi đền cao với thềm đá rêu phong. Các em hãy cùng quan sát. Ngôi đền cao với những thềm đá rêu phong càng làm rõ vẻ uy nghi thâm nghiêm dưới ánh chiều vàng và cho ta thấy sự tồn tại lâu đời và cũng như đã trải qua rất nhiều lắng mưa. Các em ạ, khu đền chính Angkor Wat quay về hướng Tây lên vào lúc hoàng hôn, ánh sáng mặt trời vàng soi vào bóng tối của cửa đền, vào những ngọn tháp cao vút, vào những thềm đá rêu phong, càng làm cho phong cảnh trở lên uy nghi, tôn kính và thâm nghiêm một cách kỳ lạ đấy các em ạ. Từ những phần tìm hiểu trên, các em hãy cho cô biết đoạn 3 cho chúng ta biết điều gì. Các em hãy suy nghĩ, tìm câu trả lời cho riêng mình. Thật không khó để tìm ra câu trả lời này đúng không? Đó chính là vẻ đẹp uy nghi thâm nghiêm của khu đền lúc hoàng hôn. Với những kiến thức cô trò mình vừa tìm hiểu, các em hãy cho cô biết bài Angkor Wat cho chúng ta thấy điều gì? Các em hãy suy nghĩ và tự tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình. Còn đây chính là đáp án của cô. Các em ạ, đền Angkor Wat thời gian xây dựng vào thế kỷ thứ 12. Quy mô xây dựng đền gồm 3 tầng hành lang dài gần 1.500m, có tới 398 gian phòng và tháp dựng bằng đá ong, bọc ngoài bằng đá nhẵn. Phong cảnh khu đền, những ngọn tháp cao vút, thềm đá rêu phong uy nghi thâm nghiêm và tất cả những điều này đều ca ngợi về vẻ đẹp uy nghi của ngôi đền Angkor Wat, một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân dân Campuchia. Và đây cũng là toàn bộ phần nội dung mà cô muốn chia sẻ với các em trong tiết học này. Các em ạ, Angkor Wat là khu quần thể kiến trúc nổi tiếng và là biểu tượng của đất nước Campuchia. Ngôi đền được ngưỡng mộ bởi vẻ hùng vĩ, sự hài hòa về kiến trúc, sự phong phú của nghệ thuật điêu khắc và số lượng lớn các vị thần được trang hoàng trên những bức tường đá Angkor Wat, không chỉ tạo ấn tượng bởi sự hoành tráng mà còn ở sự sắp đặt và thiết kế bên trong hết sức hoàn hảo. Vừa rồi, cô trò chúng mình đã khám phá sự đồ sộ cũng như những nét kiến trúc độc đáo của ngôi đền. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng theo chân hướng dẫn viên du lịch đến ngôi đền này qua màn ảnh nhỏ các em nhé. Campuchia mang nét đẹp cổ kính thanh bình là quê hương của những quần thể kiến trúc tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Những nụ cười bí ẩn và đôi mắt từ bi dõi xuống thế gian của những bức tượng tại đền Ba Giòn bốn mặt mang những sắc thái huyền bí như thấu hiểu tận sâu thẳm nơi lòng trắc ẩn của mỗi con người. Angkor Wat, kỳ quan thế giới, là quần thể kiến trúc tôn giáo vĩ đại của Campuchia khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Điệu múa tiên nữ Apsara dân gian, thanh nhã, cao quý là di sản văn hóa và là linh hồn quốc gia Campuchia. Chùa bạc danh tiếng với nền lát bạc và những bức tượng Phật bằng vàng là niềm tự hào của người dân Campuchia. Cây cầu đá ong 1.000 năm tuổi mang hình tượng rắn thần Naga linh thiêng ghi dấu một thời kỳ vàng.
Đền Angkor Wat là một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng của đất nước Campuchia. Vậy khi tham quan hay đi du lịch, các em cần xây dựng cho mình ý thức như thế nào? Các em hãy tự suy nghĩ và tìm câu trả lời cho riêng mình đi nhé. Còn riêng cô mong các em mỗi người hãy tự xây dựng cho mình ý thức bảo vệ môi trường như không xả rác bừa bãi, không đùa giỡn, nói cười quá lớn. Ngoài ra còn phải tuyên truyền cho mọi người cùng nhau xây dựng ý thức bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các em tuyệt đối không được cố tình phá hoại những công trình như khắc tên mình lên công trình hay lên thân cây ở những nơi mình tham quan các em nhé. Và bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng thể hiện tình cảm của mình với Angkor Wat qua phần điện đọc nhé. Trong bài đọc này, các em lưu ý giọng đọc giúp cô. Đó là bài văn đọc với giọng chậm rãi, tình cảm, kính phục, ngưỡng mộ Angkor Wat và một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu. Và trong phần luyện đọc này, cô cho mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại đoạn thứ 3 nhé. Trong đoạn này, các em lưu ý những từ cô đã in đậm. Chúng ta sẽ nhấn giọng khi đọc và chú ý ngắt nghỉ hơi cho đúng. Và bây giờ, các em chú ý lắng nghe cô đọc lại đoạn văn. Toàn bộ khu đền quay về hướng Tây. Lúc hoàng hôn, Angkor Wat thật huy hoàng. Mặt trời lặn, ánh sáng chiếu soi vào bóng tối cửa đền, những ngọn tháp cao vút ở phía trên. Lấp loáng giữa những chùm đá thốt nốt xòa tán tròn, vượt lên hẳn những hàng mũm già cổ kính. Ngôi đền cao với những thềm đá rêu phong, uy nghi kỳ lạ, càng cao càng thâm nghiêm dưới ánh trời vàng, khi đàn rơi bay tỏa ra từ các ngách theo kỳ quan thế giới. Và các em chú ý luyện đọc thật nhiều, kết hợp trả lời các câu hỏi nhé. Các em ơi, bài học của chúng ta kết thúc rồi đấy. Cô tin chắc rằng các em đã hiểu nội dung bài và đọc bài tập đọc này thật là hay. Cô mong rằng các em sẽ tìm hiểu thêm về ngôi đền Angkor Wat qua Internet nhé. Và tiết học của chúng ta kết thúc ở đây. Cô chào tạm biệt tất cả các em. Hẹn các em ở những tiết học sau.